Ui, lâu lắm mình phải chơi lại cái map Frozen này. Ok, với chúng con mình là Linh đây. Mày dám dám giết dấu quê nón của mình kìa. À, hôm nay sẽ chơi vua súng nhưng mà thể loại này thì mình nghĩ là anh rất là ít anh em được chơi, nhưng mà tự nhiên hôm nay mình có tận hai phòng mà chế độ vua súng thường nhá. Vua súng thường thì có một đúng một phòng bốn người chơi mà cái vua súng đội thì tự nhiên anh em chơi đâu kiểu tùy từng hứng cứ. À, rồi hôm nay chúng ta đến với một set vô súng, mình biết nó sẽ rất là vip đấy. Này anh em xem, thử đoán xem set này nó có gọi là liên quan gì tới nhau không. Có 4 kill này. Bên kia, à đây, có đứa vào, có đứa vào rồi. À, với cả một cái nữa đây các bạn. Anh Bảnh của chúng ta. Cậu Bảnh. Cậu Bảnh đi rồi ông giáo á. Hôm nay mình nghe tin thế. Mình nói chung là mình cũng hơi hóng hớt một chút thôi là mình không nghĩ là cái mức án của nó Bảnh của gọi là anh Bảnh đi, gọi là anh Bảnh đến 10 năm anh em ạ, 10 năm rưỡi, khoảng hơn 10 năm rưỡi mà cái gì tội đánh bạc à, cái tội mà đánh bạc là 4 năm tù. Bạn giờ nghe cái từ đánh bạc mình hơi sợ nhá. Buổi tối ấy, thỉnh thoảng mình này xong rồi mấy đứa em mình ấy toàn ra kiểu ra trà chanh ấy, trà chanh bụi phố các kiểu. Em biết chắc là khu anh em chắc là khu vực ấy, anh em sẽ có mấy cái quán kiểu bụi phố 66 thứ đúng không? Thì mình có chơi bài nhưng mà chơi bài búng tai thôi các bạn. Mà đây nhưng mà đánh bạc là phải ăn tiền đúng không? Đánh bạc là phải ăn tiền cơ. Về bọn mình búng tai đây mà chắc là không sao. À, 4 năm tù. Mẹ ơi, mình cứ nghĩ mình lúc đầu mình nghĩ là chắc là bắt được vài hôm sau lại thả ra thôi, bởi vì là Bảnh cũng là một cái thế lực gì đó không phải bình thường đúng không? Thì mình nghĩ là cũng lo lót được các kiểu. Nhưng mà méo 4 năm tù các bạn, mà nó là chính thức của ấy. 4 năm tù đánh bạc này, xong rồi là 6 năm 6 tháng à. 6 năm 6 tháng cái tội mà tổ chức đánh bạc mà suốt ngày mình đang rủ bọn anh ấy, bọn em này đánh bài búng tai. Mình là thằng tổ chức kèo. Ghê một cười. Mình đây thì đấy bài búng tai thì người ta phải ăn cỡ tiền tỷ các bạn. Vài trăm triệu ấy, 2 3 trăm triệu cho cỡ tiền tỷ các thứ. Mình nói chung là cái mức án đấy thì mình nghĩ là theo gọi là dân học chưa học luật bao giờ thì mình nghĩ là chắc là đúng thôi. Sợ thế. Mình nói chung cũng là một fan cuồng, gọi là một fan khá là chân chính của anh Bảnh. Em có nhớ cái clip mà mình mố quà không? Cái clip mố quà mình còn vứt ở trên fanpage ấy. Ôi mẹ ơi, mẹ nó bắn mình kìa. Đấy, cái clip mố quà đấy lâu rồi đấy. Nhưng mà tiếc rồi, bây giờ không biết là à thôi. Thì nếu mà anh Bảnh đi thì mình sẽ là đứng lên đúng không? Đứng lên là giữ truyền thống mối quan cùng anh em. Mình sẽ dạy cho hết họ hàng hốc, chó mèo, hàng xóm nhà mình cách mối quan để 10 năm nữa khi mà anh Bảnh ra thì anh Bảnh vẫn được đấy. Có gì đó tự hào. Ui, bao kêu vào đây. Nói chung sảm lờ thì anh em nói chung cũng không vui lắm đâu. Thì cái mức án đấy là hình như là cái mức án nặng nhất rồi anh em ạ. Nói chung là cũng kiểu trong cái đầu của mình ấy thì cứ nghĩ là tiền thì có thể lo lót được mọi thứ đúng không, nhưng mà méo anh em ạ, pháp luật nó vẫn kinh khủng nhất anh em ơi. Nên là thôi chúng ta cố gắng gọi là mình chuẩn bị bắt đầu nói những câu nói đạo lý đấy thôi, mình méo nói nữa. 8 kill. Ok, chúng ta để tiếp tục với trận đấu. Cái đấy mình không biết là cứ bao nhiêu kill nhỉ, cứ bao nhiêu kill thì nó sẽ đổi mới. Rebecca Legend, cái phần đấy là AVKM Legend ấy, nó thần ấy. Nó là gần thì méo. Ở Việt Nam tên nó có đặc tính tinh ấy, thì mình rất khó nhớ. Mà em nhớ like nhá. Vậy thôi, nói chung là anh Bảnh đi cũng lâu đấy anh em ạ. Thế là chúng ta sẽ còn rất một thời gian rất là dài nữa thì mới thấy được anh Bảnh trình diễn thời trang này, xong rồi là mỗi quạt dạy mỗi quạt cho anh em. Ô, 3 kill kìa. Đồ quái xấy kinh vãi. Ui, à đây, cái tầm này anh em, cứ giữ nguyên cái đoạn này là mình sẽ tay xế chỉ vào đầu nó thôi, nhìn này. Ôi, hai phát bắt đầu kìa, một viên chết hai thằng kìa. Chủ mạnh vãi. Rồi, tập trung ra, mình hơi sạc đời kìa, 8 kill kìa. Ôi, chết hết kìa. Đánh chết không chung bên nào kìa, mẹ khốn nạn. Ôi, đã chơi gôn, trời, vũ khí yêu thích. What the fuck, nó cầm XM 1014 mà nó bắn phát mình chết đấy. Mình nghĩ là lâu lắm nữa thì anh em mới thấy được cái chế độ vua súng tội đội này lần nữa đấy. Bởi vì là kiểu tùy hướng mà.
cứ anh em cứ như kiểu đến kỳ, con gái đến kỳ từng tháng ấy thì anh em cũng phải vài tháng thì anh em đến kỳ một lần. Mới chơi cái chế độ này một lần ấy. Thế là ok, hôm nay cố gắng thưởng thức. Mình sẽ chơi đến hết trận, mình vẫn đã top mà. Headshot. Mày bắn kiểu gì ta? Bắn to trượt à? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đó, thế không? Khác ngay. Team mình nó bắn cũng hay ý, mình nói thật. Thế là đâm ra mình toàn bị KS thôi. Đấy, thế không? Mẹ nó cố, nó bóc lốp mình bằng được, mẹ. Đời tao chưa đủ nhỏ sao mà mày á? À? À, sao nó mà nó không bắn máu kìa địch. Rồi CRF 75 gold. Hôm nay xét súng cũng toàn xét súng xịn thôi. Xét súng này là thường là mình hay chơi zombie cơ, nhưng mà nay đổi mua súng cho anh em. Quả này sấy bao phê luôn. Ôi ui, chết rồi. Cái này chỉ bắn zombie rồi nha, chứ còn bắn con người nó phế vậy. Ok, bom rồi, bom gold. Quả bom này là quả bom mà sẽ được. Ôi, hai thằng kìa. Quả bom này chết cứu vớt cuộc đời mình em ạ. Quả CZ75 nó hại mình quá, mất bao nhiêu thời gian mà không giết được mạng nào. Đâu như kiểu, ui à. Một lũ kìa, nó nhúc. Ôi, cái đoạn này. Ở vua súng ý, cái vua súng thì cái đoạn mà anh em đánh bom là thích nhất. Kiểu nó đông mà, nó tụm xong đam, nó chết nhiều thằng, phê. Mới xong rồi. Mình vẫn top anh em nhưng mà chết hơi nhiều. Ê, cảm ơn anh em. Nói chung là cập nhật tình hình gọi là chính trị của thế giới một chút. Ê, khi mà là ôi, một phút mà niệm dành cho à đâu. Ê, chỉ là đi, nói chung là thời gian có lâu nhưng bọn em sẽ chờ. Đấy anh em. nghe kiểu mặn mùi đấy. Vừa lâu lắm rồi không nhìn mấy cái biểu tượng này. Cận chiến này. Thế mình được cận chiến và xạ thủ súng sơn lai à MG đó. Ôi, cảm ơn anh em, chúc em một ngày vui vẻ. Bye. Từ đây này. Đu, chuẩn bị drop này. Xin chào tất cả người anh em, mình là cậu bé ngu ngơ đây. Drop này. Xin chào tất cả người anh em, mình là cậu bé ngu ngơ đây. Đây. Thế mình dành mẹ phải đến 8 tiếng một ngày các bạn, 8 tiếng không ăn bất cứ nào. Không ăn không ngủ một ngày để mình luyện cái tưởng được đây là cái bài mà mic à? Cái bài mic của bé Ngơ và Quyên Linh. Cái này lâu rồi. Ủa, một năm trước rồi em ạ. Wow, cái fanpage này lâu lắm mà mình không hoạt động này. Trời ơi. Đây, câu bài đi tù anh em ạ. Đây, mình vừa đọc báo xong. Tuyên phạt khá bành 10 năm 6 tháng tù. Trời ơi, 10 năm rưỡi em ạ. Đủ. Thôi. Ai, biết sao được. Bye bye. Getaway car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.